với dừa nè. Rồi. Dưa. Hả? Tụi nó ham vui mà. Trong đây tối lắm, từ đây người ta quay ra chứ. Mình có hai cách chặt dừa. Cách thứ nhất là dùng cưa. Cách thứ hai là mình dùng búa mình khổ. Nếu mà các bạn dùng cưa thì các bạn chặt cái đầu dừa. Còn nếu mà các bạn dùng búa là các bạn bổ ngang trái dừa. 48 phút rồi, 48 phút trôi qua vẫn chưa có nước dừa để chúng mình uống. Nhiêu không? 1 phút 12 giây à. Từ trong tương lai nếu như thất nghiệp mình sẽ đi bán dừa. Mỗi phút 30 giây rồi anh à, kiểu này tiêu mất 10 triệu à. Rồi, ủa chưa ra nước mà về nước ai uống ở đâu mà.